Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của mình. Mình là Bonnie, còn đây là mình. Mình là Gấu. Hôm nay mình sẽ lắp một bộ Lego. Đây nha các bạn. Bộ Lego vừa là robot, vừa là ô tô. Nhưng gọi mà nó là một đồ các bạn ạ. Đây là bộ Lego ô tô và robot của mình. Nhìn nó to thế thôi chứ, nhưng mà mở ra bên trong nó nhỏ lắm. Đấy. Còn bây giờ thì mình phải lựa chọn một trong hai là ô tô hoặc là robot. Nhưng mà em thích chọn robot. Nhầm nữa ấy. Em chọn ô tô. Mình ô tô các bạn ạ. Tại vì ô tô nó có nhiều mảnh ấy. Mảnh rất là mình rất thích. Nắp con người. Mình nắp con người. Cho mình nắp kính nữa. Em mình chỉ cho nắp mấy cái nhẹ nhàng tình cảm với các bạn ạ. Còn mình chính là phải lắp cái to. Còn bây giờ mình sẽ thực hành nhá các bạn. Let's go. Cái cổ em bỏ cái gì này? Đấy ông em. Cái này để dùng kéo vừa để đấy có dán băng dính này các bạn đây này. Đâu rồi? Đây con này xịn lắm đấy các bạn ạ. Nó cái quai luôn. Xịt chua. Được cái chủ ra rồi. Thủ làm sao được? Bây giờ mình sẽ thực hành nhá. Wow. Đẹp quá. Cái bàn nhìn ở quá to, nhìn ở trong nhỏ. Ừ đúng rồi. Ôi, mình nhặt được cái này rồi. Chắc là nhiều lắm các bạn ạ. Ừ, nhiều trang lắm. Đây robot rồi. Wow, nhìn mà đẹp lắm các bạn ạ. Ui vợ. Mình có cả thân thể con người. À, các bạn ơi, đi dò sách. Với quyển sách hướng dẫn này thì quá đơn giản với mình. Em mình đã bóc ra rồi các bạn ạ. Thôi, quá đơn giản mình thì mình phải lắp nhanh. Các bạn ơi, một cái ra ngoài rồi. Đấy, hai cái mình sẽ lắp nhá. Bước đầu tiên mình phải lắp con người trước các bạn ạ. Nhớ để em lắp. Ta da. Các bạn này nhìn đẹp chưa? Mình lắp đấy. Con gấu thì sao? Không biết lắp. Em gấu là chỉ có nhặt đồ các bạn ạ. Đây. Mình bây giờ mình sẽ thực hành lắp ô tô nha các bạn. Nhưng mà đến đoạn cuối hơi khó, nhưng mà phải cố gắng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp nha. Một cái ô tô như thế này nha các bạn. Xịn lắm ấy, các bạn không biết đâu. Đây này. Mở cái cốp nha, được đồ luôn. Kính xịn nha, có hai thằng người. Đấy. Kinh như các bạn. Wow. Đẹp thật.
Đấy, mình nhắc phương bị xịn mà. Nhưng mà những người khác, đấy, xịn chưa? Thì bây giờ video cũng đã dài rồi. Thế các bạn thấy video này hay thì cho mình một nút like, nút đăng ký, nút subscribe nha. Còn bây giờ bye bye. Yeah.